Hello everyone, hôm nay mình chơi 8 game, à 10, 12 game. Đây là trò Teen Titan. À. Oh, how I miss the Teen Titan. Đang quái vật này. Không đánh nhau. À đây đây. Ông này đánh nhau rồi. À, một đống tiền này. Con ruồi siêu to khổng lồ quá con này. Đội hình toàn ruồi sợ thật. Con ruồi này nó cũng ra chiêu gì, hôm trước con này đánh một lần này, nó vẫn chưa bị đánh bại. Wow, miễn nhiễm. Để Robin gõ phát thì chắc có đi luôn. Đúng là đi thật, sức mạnh của Robin quá là khủng mạnh. Lực chiến này, bây giờ còn bao nhiêu ấy. Là phải ông này bắn laser. Nhỏ ông này mồm. Ô, thốn. 34 máu, thì chúng mất 34 máu đấy. Kinh lắm. Team này có cái nội tại nó là tự gây sát thương rồi. Ôi náo ơi. Kinh chưa kìa. Ông hắn thằng gồng sức mạnh phải tiêu diệt ngay. Sợ không? Đập một phát này. Kinh nó bắn được nó gồng sức mạnh này. Ôi kinh lắm. Để xem hắn ta có đấm được chúng ta không. Ui. Hồi 20 máu thì mới sợ chị. Ủa nó sẽ đấm rồi đấy. Tìm sắp toang nơi rồi. Wow, gồng 3 lần sức mạnh rồi. Đấm này. Ui dồi ôi. Đến thế. Chúng ta vào bên đi. Wow, con boss này nó tăng khoảng 6 máu này nha. Vì nó là máu nó 42. Vô cùng trâu chó. Ném phát nào sức mồm mà chứ.
Trời đỏ thiệt. Ném cho nó phát nữa. Ô, nó còn 15 máu này. Con này còn 15 máu nữa. Lượng máu đang đi rút đi. Ô, từ đấy thì chúng đạn phát. Ôi. Con nó sống dài thế nhỉ. Con này sống dài quá. Con này sống dài. Ôi, nó còn có tí cho máu thôi. Con này đai này. Hai máu nữa này. Win rồi. Win rồi. À, chúng ta sang Skyrim tiếp chưa? Ta hết cầm xã hội. Khó cửa rồi. Mình hay bây giờ tôi yêu nhé. Chúng ta sẽ chơi trò Final. Final. Ừ, đúng đấu đấy. Game thứ hai này. Bây giờ 12 giờ đêm nhé. Bật lên, bật đèn lên. Con mặt nạ rồi. Con mặt nạ rồi.
Không mình à. Ơi mình à ơi. Mình à rồi, mình à rồi. Mình à rồi. Thôi. Ra đây. Sao nó ở gì đây? Hả? Thầy ô mà. Ủa sao nhanh thế? Sao? Ủa game over rồi. Chúng ta sang Plan Zombie. Ta sẽ trồng mấy cây mà mặt trời này. Đấy, zombie bắt đầu ra đấy. Này mình sẽ đặt mình cây ăn thịt ra con ạ. Đấy, chó cây này đây. Đấy, ăn mấy con zombie này. Trồng thêm thôi. Cái lượng mặt trời ra quá là ít. Chưa. Đây mới ra này. Ôi chết rồi. Phá ngu người rồi. Sao bọn zombie ra chậm thế. Bọn này ra chậm quá. Ăn nốt con này là đủ rồi. Rồi mình vào kích cho bơi đi. Bơi đi phần 2 ấy. Khả năng là sắp vào bơi đi phần 3 nơi. Ui. Siêu bom à.
Cái này là, cái này gọi là cái gì nhỉ? Boomerang. Cái này của Batman. No. Ok nhé. Mướp đỡ luôn. Bốn cái này. Hay ghê. Còn cái này có cái súng. Súng nào. Chúng ta vào Friday đâu thôi đi. Mình đã mở khóa một vài nhân vật mới trong cái game này kìa. Wow. Wow. Quá chứ con lửa cháy kinh thế. Chiến luôn đi. Rồi bây giờ phải chơi lại thôi. Vậy chơi chết quá. Đi đường nào bây giờ? À, biết rồi nha. Chết đâu. Nhầm. Không được giết động vật. Ông này cầm kiếm điện này, kinh khủng. À, kiếm điện rồi. Kiếm điện này nó không kiểu là như kiểu cái kiếm mà mình chơi cái ván trước nhỉ. Nó đâm nó cháy người luôn ấy. Mà giờ tê tê luôn. Giờ tê tê luôn, sợ thật thôi. Xem bạn ba này chơi nào. Im. Lùa cái ông này xuống đây. Chết rồi. Lạc trôi. Chúng ta sẽ vào Slender.
Đâu rồi? Ở đây đây. Có một cái ghế đây đây. Huy hiệu huy ở đây 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 đây. Họp đâu? Đến đâu? Đây này vừa nhìn thấy sao kia nhiều này. Ôi, đi vào đúng cái hướng. Đây chúng ta sẽ vào trò đôi mắt scary đi. Ai scary đi. Rồi 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 rồi. Đây. Đôi mắt đây. Mắt thế này. Xoay này. Cái mắt nó chỉ để xoay thôi, có tác dụng gì đâu. Đấy, nó đang trong. Cái gì đây? Súng à? Bây giờ chuồn thôi. Ăn được 4 túi tiền này. Ô bên này vừa ăn xong rồi đấy, thấy có nhỉ. Ô cái gì đấy? Chuồn thôi. Nhiều tiền không? Túi còn thiếu. Thiếu tổng cộng là 13 túi nữa. Đôi mắt. Chưa chết nó lạc đường rồi đi thì. Lạc đường rồi. Con nó đồ ba. Chẳng lạc đường này. Đấy, đang đi tìm con ọc nhá. Nó nằm ở giường à. Đối này còn đi được không? Ô, bức tranh này. Ánh mắt nó đâu ba? Đã, mắt trên tường nó. Trò này nó chơi cũng dễ. Ô, một cuốn băng kia mà.
sách mà. Chả thấy con ma đâu cả. Nó đổ à? Chả thấy đâu cả này. Sao nó có hát à? Rồi chúng ta sang trò Meet the Meet. The Meet. Rồi xịn xò không? Mang cả xe đến. Ok. Mình sẽ chơi đến đoạn nào bị ông này bắt thì thôi, còn đâu vào trong nhà ạ. Nè 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 nè. Quá trời, toàn thịt heo luôn. Quá nhỏ. Ra vào chỗ top. Thế thì ôi mà này dễ lắm. Dễ vậy. Năm mươi tiền luôn, 50 tiền luôn. Tôi chết rồi. Ảo thôi thôi. Dạ. Ủa, đợi cái này nó hết đồng cứng ấy.